Tân binh Nightster 975 đã xuất hiện với những điểm cực kỳ thú vị. Trang bị động cơ Revolution Max 975 cho công suất 90 mã lực cực kỳ mạnh mẽ, thừa hưởng kiểu dáng cruiser và bình xăng hạt đậu chí danh của dòng Sportster. Trọng lượng nhẹ, dễ dàng điều khiển trong bất kỳ điều kiện nào, dễ dàng nâng cấp và cá nhân hóa theo từng phong cách chơi riêng biệt. Xe có 3 chế độ lái và nhiều trang bị công nghệ giúp người lái trải nghiệm tốt hơn. Đặc biệt, mức giá sẽ vô cùng hấp dẫn dành cho anh em đam mê. Xe sẽ có mặt tại showroom của chúng tôi trong thời gian sớm nhất.